Hạnh xin kính chào quý khán giả của VIETV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin đời sống ngày 3 tháng 7 có những tin đáng chú ý như sau. Các nhà khoa học gia Ấn Độ tìm thấy vàng trong nước tiểu của một giống bò. Hôm 28 tháng 6, các khoa học gia tại Đại học Nông nghiệp Junadat JAU ở tiểu bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ tuyên bố đã tìm thấy vàng trong nước tiểu của một giống bò bản địa. Công cuộc nghiên cứu nước tiểu của giống bò kia đã được thực hiện trong hơn 7 năm qua tại phòng thí nghiệm kiểm tra thực phẩm của JAU, cho thấy có khoảng 10-30mg vàng trong một lít nước tiểu của giống bò này. Một khoa học gia trong nhóm nghiên cứu là ông Golakia cho biết, vàng được tìm thấy từ nước tiểu bò có thể được trích xuất và làm dược liệu để trị nhiều bệnh tật cho con người. Bò kia là giống bò được tìm thấy chủ yếu ở tiểu bang Gujarat, là loài gia súc cho nhiều sữa nổi tiếng ở Ấn Độ. Báo cáo mới cho thấy các rạn san hô trên toàn cầu đang có những tiến triển tốt hơn. Theo một báo cáo toàn cầu đối với 2.500 rạn san hô được các nhà nghiên cứu và khoa học có trụ sở tại 34 trường đại học và các nhóm bảo tồn cho biết một số rạn san hô đang có những tiến triển tốt hơn so với thời gian trước đây. Sự thay đổi khí hậu trên toàn cầu những năm qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc của những rạn san hô. Trong số những rạn san hô đang hồi sinh, thì các rạn san hô tại quần đảo Solomon và Kiribati là có những dấu hiệu tốt nhất. Mặc dù mức độ sinh trưởng của hai loài cá ở hai khu vực này khá cao, nhưng có thể cho thấy cá tiếp tục sinh sản mạnh hơn thời kỳ trước đó. Các cuộc điều tra của các nhà khoa học nghiên cứu hơn 2.500 rạn san hô ở 46 quốc gia bởi 34 trường đại học và các nhóm bảo tồn. Phát hiện mới của họ đã được công bố trên tạp chí Nature tuần qua. Ca sanh năm hiếm có trong lịch sử của Ukraine. Ngày 28 tháng 6, cô Kobeska, 37 tuổi cư dân của thành phố Odessa, Ukraine, đã hạ sinh một lúc 5 đứa bé, bao gồm 3 bé trai và 2 bé gái trong một ca sinh mổ C-section tại bệnh viện thành phố Odessa, là ca sanh năm hiếm có trong lịch sử của Ukraine. Người mẹ và 5 đứa trẻ hiện vẫn đang hồi phục trong bệnh viện, nhưng tất cả 6 mẹ con đều trong tình trạng ổn định. Ngoài 5 đứa trẻ vừa ra đời thì hai vợ chồng cô Kobeska còn có một đứa con gái 3 tuổi trước đó. Như vậy là họ sẽ phải săn sóc 6 đứa con kể từ tháng tới. Người cha của 6 đứa bé nói rằng anh không biết sẽ ra sao khi phải nuôi 6 con nhỏ cùng một lúc trong hoàn cảnh hiện tại. Các quan chức thành phố Odessa đã tặng cho hai vợ chồng trẻ một ngôi nhà để giúp đỡ họ. Cả năm em bé mới chào đời đã được đặt tên là Denis, Daria, Vladislav, Alexandra và David. Không có chứng thực về vấn đề phân chia tài sản của cố danh ca Prince. Dù đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ sau khi cái chết của danh ca Prince, nhưng các nghệ sĩ và những người hâm mộ trên toàn cầu vẫn còn đau buồn và nối tiếc cho sự ra đi đầy bất ngờ của một trong những ngôi sao lớn nhất trong ngành âm nhạc thế giới. Tuy nhiên, trong khi cả thế giới còn đang tưởng niệm tới Prince, thì gia đình và người thân của danh ca này lại đang mệt mỏi trong một trận chiến pháp lý kéo dài về vấn đề tài sản và quyền thừa kế. Một cuộc điều trần đã được mở ra ngày thứ Hai 27 tháng 6 để xác định xem ai là người được quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ của Prince. Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đối với tài sản khoảng 300 triệu Mỹ Kim của cố danh ca. Prince không có con riêng, không còn cha mẹ và cũng không để lại di chúc. Chỉ trong 2 tháng vừa qua, đã có tổng cộng hơn 20 người lên tiếng tự nhận mình là con hoặc người thân của Prince và cho rằng họ có quyền được phân chia tài sản. Vào tháng trước, một xét nghiệm DNA đầu tiên đã bác bỏ quyền thừa kế đối với một tù nhân Colorado, người tự nhận mình là con trai của Prince. Hàng trăm người Philippines tham gia ngày hội trượt ván an toàn. Hàng trăm người Philippines đã cùng tham gia vào một ngày hội trượt ván an toàn trên con đường chính của thủ đô Manila để kỷ niệm ngày hội trượt ván thế giới, tức Go Skateboarding Day. Go Skateboarding Day đã được Hiệp hội Skateboard Company Thế giới tổ chức hàng năm nhằm đem đến cho những người đam mê môn thể thao này cơ hội vui chơi giải trí. Ngày hội tham gia trượt ván an toàn tại Manila được thực hiện trên tuyến đường dài 3 cây số và kết thúc tại một công viên có khu trượt ván do chính quyền Manila xây dựng.
Theo Jun Taduran, người tổ chức sự kiện Go Skateboarding Day ở Philippines cho biết, ngày hội được diễn ra nhằm mục đích kêu gọi mọi người trượt ván an toàn trên cả nước. Thủ đô Manila của Philippines hiện chỉ có 2 công viên trượt ván, nhưng những người đam mê môn thể thao này hy vọng ngày càng có nhiều công viên dành cho người trượt ván được xây dựng và thu hút thêm nhiều người tham gia trượt ván an toàn. Một nạn nhân của vụ thảm sát Orlando tỉnh dậy sau 2 tuần hôn mê. Một nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát Orlando vừa qua là Leno Melendez, cư dân Metairie, Louisiana đã tỉnh dậy sau hôn mê tại phòng chăm sóc đặc biệt Orlando ICU. Trong khi đó, em trai của Leona Melendez là David Melendez đã dành thời gian trong ngày Chủ nhật để nhận số tiền quyên góp cho anh trai mình ở Campbell tại Harahan. David đã kể lại giây phút trước khi Leno Melendez chiến đấu với sự sống của mình khi ông trúng đạn tại Nightclub Balls, Orlando. FBI và cảnh sát báo cho gia đình của Leno Melendez rằng Leno có tên trong danh sách những người thiệt mạng. Nhưng sau đó khoảng 1 giờ, họ lại nhận được tin rằng Leno chưa chết, nhưng trong tình trạng nguy kịch. Tới ngày Chủ nhật 26 tháng 6, Leno đã tỉnh dậy, có thể giao tiếp bằng mắt và cử động tay, nhưng anh không nhớ được sự việc kinh hoàng xảy ra tại Orlando. Vào ngày Chủ nhật 12 tháng 6, hung thủ Omar Mateen đã bắn chết 49 người, 53 người khác bị thương. Đây là vụ nổ súng đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Stonewall New York trở thành di tích quốc gia đầu tiên cho quyền lợi của cộng đồng LGBT. Ngày thứ Hai, 27 tháng 6, một số viên chức quan trọng đã có mặt tại cộng đồng người đồng tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, tại buổi lễ vinh danh Stonewall Inc. ở New York. Kể từ ngày Stonewall Inc. chính thức là di tích quốc gia của những người đấu tranh cho quyền của người đồng tính. Tham gia buổi lễ có cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc là Valerie Jarrett, thị trưởng thành phố New York ông Bill de Blasio và nhiều nhân vật chức sắc khác. Tuần trước, Tổng thống Obama chỉ định Christopher Park ở thành phố New York là nơi đặt tượng đài quốc gia Stonewall. Theo đạo luật di tích và cổ vật, khu vực này gồm Stonewall Inn và một số con đường lẫn vỉa hè chung quanh. Tháng 6 năm 1969, cảnh sát New York bố ráp những người đồng tính đang lui tới Stonewall Inc. Cuộc đụng độ làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình phản đối, được cho là tiền thân của phong trào đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT. Hawaii trở thành tiểu bang đầu tiên có cơ sở lưu trữ dữ kiện về những người sở hữu súng. Hawaii trở thành tiểu bang thứ nhất đưa các thông tin cá nhân của những người sở hữu súng vô hồ sơ dữ kiện tội phạm liên bang để theo dõi. Thống đốc Hawaii ông David Edge đã ký dự luật này vào hôm thứ Năm tuần trước. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ Chủ nhật. Dự luật có tên là Rap Back cho phép cảnh sát và FBI thu thập các thông tin cá nhân của những sở hữu chủ súng và đưa những hồ sơ cá nhân này vô Rap Back, một cơ sở lưu trữ dữ kiện cho việc điều tra và giám sát thành phần tội phạm hoặc những người bị điều tra. Luật Rabat cho phép cảnh sát biết được mỗi khi có một sở hữu súng bị bắt giữ và cảnh sát được quyền quyết định nếu chủ sở hữu súng có được quyền tiếp tục giữ vũ khí nữa hay không. Dự luật này ra đời ngay sau sự việc các thành viên của phe Dân Chủ đã biểu tình ngồi để yêu cầu ủng hộ cho việc kiểm soát súng trên toàn quốc. Cố vấn an ninh quốc gia nói rằng không có nhiều lo ngại sau khi Anh rời khỏi Liên minh Âu Châu. Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice ngày 26 tháng 6 cho biết bà nhìn thấy có rất ít mối quan tâm về an ninh sau khi Anh tuyên bố rời khỏi Liên minh Âu Châu. Bà Rice nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc để bảo đảm họ vẫn tiếp tục hợp tác với Anh Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như trong các vấn đề an ninh khác. Bà Rice đã đưa ra ý kiến tại một diễn đàn có tên Lễ hội Ý tưởng được tổ chức tại Aspen, Colorado. Bà cho biết Hoa Kỳ và Anh Quốc vẫn tiếp tục là đồng minh thân cận của nhau và bà cũng nói thêm rằng điều cần thiết hiện nay là các thành viên NATO phải gắn bó với nhau hơn để tạo nên một khối mạnh mẽ hơn. Bà Rice nói rằng trong thời gian qua, ông Obama và ông Cameron thường điện đàm về một kết quả có thể xảy ra trong ngày 23 tháng 6. Khi ông Obama đến thăm London vào tháng 4 cũng như khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản vào cuối tháng 5,
Ông kêu gọi người Anh nên ở lại Liên minh Âu Châu. Dịch vụ làm đẹp cho thú cưng tại Đài Loan. Salon làm đẹp thú cưng tại miền Nam Đài Loan đang thu hút rất nhiều khách hàng bởi những dịch vụ làm đẹp lông thú dễ thương đến kỳ lạ. Các dịch vụ cắt tỉa lông cho những thú cưng giống như nhân vật Hello Kitty hoặc khủng long Pterosaurus đang rất được nhiều người ưa chuộng. Hầu hết các salon thú cưng tỉa lông cho thú cưng đã được nhà thiết kế Trần Mỹ Linh và chủ tiệm Âu Thi Mậu thiết kế. Trần Mỹ Linh 30 tuổi có 6 năm kinh nghiệm trong việc chải và tạo kiểu lông cho thú cưng, mặc dù cô là thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Salon thú cưng này được mở cửa vào tháng 9 năm 2015, nhưng nơi đây đã có rất nhiều khách hàng thân thuộc, chi phí dành cho một lần làm đẹp thú cưng mất khoảng 20 Mỹ Kim, tùy thuộc vào kích thước, vật nuôi và độ phức tạp của thiết kế. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Đời Sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chương trình sẽ được trở lại phần tin giải trí ngay sau ít phút thương mại.